Gần gần như nhau ha, ví dụ như cái thai song thai, song thai là cũng một cái vấn đề mà bây giờ các anh chị thấy rằng là mình gặp, nhất là trong cái lúc mà mình, à đây là laser hả? Vậy chị phải xoay lên đây mới chỉ phải không? Ờ, thấy rồi, cảm ơn em. Thì bây giờ slide mấy cái clip nhiều thì mình sẽ, thì song thai á thì các anh chị thấy rằng á nó gọi là song thai dị hợp tử, có nghĩa là nó là song thai thật, nó từ hai trứng hai tinh trùng, hoặc là đồng hợp tử từ một trứng một tinh trùng và nó chia đôi. Thì nếu mà dị hợp tử á, thì nó thành hai nha, hai thai tách biệt nhau hai nhau, nó không có quan trọng. Còn đồng hợp tử nếu nó phân chia sớm trong vòng 3 ngày sau thụ thai thì nó cũng tách hai bánh nhau, mình cũng không lo. Còn bây giờ hai cái cặp, một cái hợp tử mà nó phân chia muộn sau 3 ngày thì nó sẽ có những cái song thai chung một bánh nhau, và đây là cái nội dung chính mà mình muốn nói đến hôm nay, nó gần như nó là cái gọi là dẫn đến những cái biến chứng. Vậy thì cái nguồn gốc sinh lý bệnh, tại sao mình quan tâm đến cái nhóm bệnh song thai một bánh nhau, đó là vì nó có cái sự thông nối mạch máu, nó chung bánh nhau thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng rất đặc hiệu của song thai một bánh nhau. Cái thứ hai thì trong cái những cái thông nối thì nó có thể là từ động mạch đến động mạch, đến tĩnh mạch đến tĩnh mạch, và đây là những cái dòng chảy hai hướng và những cái dòng gọi là thông nối bảo vệ, nó giúp cho cái sự cân bằng. Còn thông nối giữa động mạch và tĩnh mạch là thông nối không cân bằng, và nó sẽ dẫn đến sự cho nhận, và nó dẫn đến những cái biến chứng đặc hiệu của song thai, đó là hiện tượng truyền máu trong song thai. Thì 90% song thai một bánh nhau nó sẽ có sự thông nối, nhưng mà đa số là balance, cân bằng. Nó chỉ những đứa mà nó có những cái thông nối không cân bằng nó xảy ra giữa động mạch và tĩnh mạch thì nó trên dưới 10-20% thì nó mới dẫn đến những cái biến chứng hội chứng truyền máu trong song thai. Cái cơ chế sinh lý bệnh thứ hai trong song thai một bánh nhau mà nó dẫn đến một cái thai giới hạn tăng trưởng vân vân, đó là cái sự phân chia lãnh thổ không đều. Các anh chị thấy chung một bánh nhau thì một đứa nó bám dây rốn trung tâm bánh nhau, và một cái đứa nó sẽ bám lại là nó rìa bánh nhau, cho nên hình ảnh trên số âm các anh chị sẽ thấy được cái hình ảnh là mình phải xác định vị trí, một đứa là dây rốn bám trung tâm bánh nhau và một cái đứa là dây rốn nó bám màng, bám rìa bánh nhau. Thì như vậy các anh chị thấy nó bám rìa bám màng, giống như các anh chị một cái bánh chị bẻ đôi cho một cái đứa miếng bự, một cái đứa cái chút xíu thì cái đứa nó ăn không đủ, nó sẽ đói bụng. Thì cái vấn đề quan trọng trong song thai cũng giống như đơn thai là anh chị phải tính tuổi thai. Thì tính tuổi thai vẫn là dựa theo quý 1, thai từ 8 đến 13 tuần theo ai sụt. Thì nếu hai đứa thì chị sẽ đo đứa nào có cái chiều dài đầu mông lớn hơn để anh chị tính theo cái tuổi thai của cái đứa lớn hơn, chứ mình không tính trung bình mà cũng không tính đứa nhỏ hơn. Cho nên các anh chị phải đo kích thước chiều dài đầu mông chuẩn mực, và các anh chị sẽ dựa dự sanh của cái đứa có kích thước lớn thì anh chị thấy nó có cái sự lệch nhau. Ví dụ đây là 11 tuần 6 ngày mà đây là 11 tuần 4 ngày, là do cái chiều dài đầu mông nó lệch nhau thì các anh chị sẽ tính dự sanh theo cái đầu mông của đứa lớn hơn. Một cái rất quan trọng như nãy Nguyên nói chị là làm sao song thai á, đồng hợp tử dị tử, các anh chị có thể không cần quan tâm, tại vì quan trọng là nó một bánh nhau hay hai bánh nhau. Như vậy cái siêu âm mình làm sao mình nhận diện đây là cái song thai hai bánh nhau và đây là cái song thai một bánh nhau, thì mình làm sao thời điểm nào, thời điểm 12 tuần khi anh chị đo độ mờ da gáy hoặc song thai, anh chị nói là song thai rồi thì các anh chị phải xác định đây là một cái song thai một nhau hay hai nhau. Tại anh chị sẽ thấy nó có cái protocol khác biệt hoàn toàn khi các anh chị chẩn đoán nó là song thai một bánh nhau. Thì nó rất là dễ, các anh chị sẽ dựa trên cái dấu hiệu lambda sign. Anh chị thấy trên cái mô học nó có hai bánh nhau thì ở giữa phần này nó sẽ có cái phần mô nhau. Và cái phần mô nhau cho nên nó có cái ảnh nó dài lên. Và các anh chị sẽ thấy đây là có cái dấu lambda sai, trong khi đây là cái dấu T sai hay là lambda sai âm tính, thì có nghĩa là giữa phần nó không có mô nhau, cái màng nó chỉ gồm hai cái lớp màng ối. Thì trên số âm đây là cái dấu lambda sai, và anh chị kết luận 12 tuần đây là song thai hai bánh nhau hai túi ối, vì dựa trên cái dấu lambda sai rất là rõ. Còn bây giờ nếu mà các anh chị thấy rõ ràng như cái ca bên đây thì anh chị thấy nó chỉ gồm có cái màng ối thôi, nó không có cái phần mô nhau và nó chưa nhập ra. Còn đây là hai cái nó rõ ràng chữ T sai, thì đây là hai cái hình ảnh của một cái song thai một bánh nhau. Thì các anh chị phải kết luận đây là song thai một bánh nhau thì nó sẽ có một cái lịch trình siêu âm theo dõi hoàn toàn khác. Sau 14 tuần á, chị lưu ý giúp Nguyên là cái dấu lambda sai nó sẽ biến mất. Ví dụ đây trường hợp này, trước đây là một cái song thai hai nhau và cái dấu lambda sai nó đã biến mất do cái phần mô nhau đã thoái triển và đây nó vẫn còn. Thì các anh chị sau 14 tuần thì khi anh chị thấy cái dấu lambda sai á, thì nó vẫn là song thai hai bánh nhau, nhưng mà khi anh chị thấy T sai á, điều đó có nghĩa rằng không có chắc nó là một bánh nhau hay hai bánh nhau. Cho nên sau 14 tuần, tại sao cái thời điểm 12 tuần các anh chị phết kết luận, và bây giờ thời điểm sau
14 tuần nó tới mình trễ, bệnh nhân 3 tháng đầu không đi siêu âm, thì mình phải dựa những cái dấu khác, ví dụ giới tính khác nhau thì chắc chắn nó hai nhau, còn nó cùng giới tính thì mình cũng không nói được. Hoặc có những cái nghiên cứu người ta dùng đo cái bề dày của bánh nhau, bề dày của màng ối ngăn giữa hai thai, nó cũng tùy nghiên cứu và cái độ đặc hiệu nó cũng không có phải là tuyệt đối. Cho nên thật sự cái thời điểm mà chẩn đoán số bánh nhau thì các anh chị phải dựa trên cái siêu âm quý 1. Cái thứ hai, đối với một cái song thai rất quan trọng là các anh chị sẽ dán nhãn thai nhi. Để những cái lần siêu âm, ví dụ đây là cái thai A, đây là thai B, thì ví dụ một cái đứa thai A nó nhỏ thì lần sau các anh chị cũng tiếp tục siêu nó là thai A, chứ không thôi các anh chị sẽ bị lẫn lộn, hoặc đặc biệt khi nó có những cái bất thường một đứa thì các anh chị phải nhận diện đúng. Các anh chị làm thủ thuật trên cái đứa đó, nếu các anh chị nhận diện sai á, thì các anh chị có thể, ví dụ đây là một cái thai bất thường, các anh chị cần hủy thai mà anh chị hủy lộn với đứa bình thường, cái điều đó đã xảy ra là do nhán nhãn sai. Cho nên rất là quan trọng. Thì anh chị biết rằng song thai chung một bánh nhau, nó sẽ 90% là màng ối nó nằm dọc. Thì như vậy một cái đứa A, đứa B bên trái, đứa A một cái đứa bên trái, đứa bên phải, thì anh chị thấy cái màng ối dọc thì thai nó không bao giờ chạy qua về, nó có xịt lên xịt xuống đi nữa, nhưng mà A trái phải nó không bao giờ nó thay đổi. 10% nó màng ối ngang thì nó thay dưới thay trên. Cho nên khi anh chị thấy rằng anh chị định vị cái thai á, thì nếu bên chị thấy như cái màng ối dọc, nên chị nói thay 1, thay 2 nó sẽ sai. Ở thời điểm này thì cái thai bên A là thai trái, là cái thai số 1 đó. Nhưng mà anh chị thấy cái thời điểm sau nó chạy lên trên thì nó là thành cái thai số 2. Cho nên chị thấy là cùng một đứa bên trái nhưng mà lúc là số 1, lúc số 2. Cho nên các chị thấy là những cái máy, ví dụ bây giờ anh chị nhập vô xong thai hai đứa thì nó sẽ ra A và B. Mặc dù A hàm ý rằng là cái thời điểm này nó là số 1, nhưng mà các chị diễn giải trong đó là anh chị sẽ nói là đây là thai A ở bên trái, thai B ở bên phải, chứ các anh chị đừng nói thai 1, thai 2. Cho nên là các anh chị phải, mặc dù cái thai A là cái thai mà tiếp xúc ngay cổ tử cung đó. Thì ví dụ anh chị làm một cái thai đầu tiên, anh chị để ở cổ tử cung đi lên, thì đương nhiên đây là cái thai A đầu tiên đúng không, nó là cái thai A, thì anh chị thấy nó đi tiếp là nó nằm bên trái. Thì như vậy thai A bên trái và mình đi qua bên đây là cái phía này phía phải, thì anh chị thấy là thai B bên phải. Đây đầu tiên cổ tử cung đi dưới lên thì các anh chị thấy nó đi ngay cái đứa thai phải và tiếp tục mình thấy bên thai trái. Như vậy cái đứa tiếp xúc đầu tiên cổ tử cung là đứa A và nó nằm bên phải bên trái. Cái thai trên thai dưới rất là hiếm, đa số là phải và trái. Bây giờ ví dụ nó tam thai thì sao? Tất nhiên ngay cổ tử cung đây là cái đầu tiên thì các anh chị sẽ thấy đây là cái đứa đầu tiên là đứa A bên trái. Tiếp theo các anh chị thấy đứa B là bên phải và đứa C ở giữa, tại vì đây là một cái tam thai mà nó có một cái chung hai bánh nhau, một hai đứa này chung một bánh nhau và đứa này nó riêng bánh nhau và nó bị mất tim thai. Thì anh chị thấy nếu mà tam thai thì mình sẽ đánh giá là trái, giữa, phải. Ở thời điểm nào thì mình sẽ xác định như vậy. Thì anh chị thấy là ISUC nó ra cái guideline về cái hướng dẫn xử trí những cái song thai, thì anh chị thấy khi anh chị chẩn đoán đây là song thai một bánh nhau thì anh chị thấy cái lịch trình siêu âm nó rất là gần nhau. Ở 11, 14 tuần á, mục đích là các anh chị sẽ, nó kêu là dán nhãn thai nhi nè các anh chị. Ha, là cái gọi là dán nhãn thai nhi đã xác định số bánh nhau. Như nãy Nguyên dựa trên các anh chị là lambda sai dương tính hay là lambda sai dương tính á. Và mình cũng sàng lọc quý 1. Rồi sau đó cái thời điểm tiếp theo là 16 tuần. Và sau đó các anh chị thấy nó sẽ đi mỗi 2 tuần. Nó đi mỗi 2 tuần. Và ở mỗi thời điểm các anh chị cũng phải đánh giá sức khỏe thai nhi, đo chỉ số lớn nhất, đo PI động mạch tử cung, đo PI động mạch não giữa. Nó làm như đơn thai, cho nên các anh chị thấy làm một cái song thai nó rất là cực. Ngoài các anh chị thấy là hai đứa nó nằm chật chội, nó nằm đè lên nhau, nó đã khó rồi. Còn bây giờ mình đo đạt đủ thứ rồi, mình còn phải đo những cái Doppler để mà đánh giá. Cho nên các anh chị thấy rằng cái mình làm Doppler từ cái thời điểm rất sớm, từ 3 tháng giữa là các anh chị là 16 tuần là các anh chị đã bắt đầu làm cái Doppler động mạch tử rốn. Và sau đó đến cái thời điểm 20 tuần thì các anh chị đã phải làm Doppler não giữa. Thì đây là ví dụ, đây một cái ca các anh chị sẽ đo xoang ối, đo tính cân nặng thai nhi, thì máy nó sẽ cho ra các anh chị là một cái chênh lệch thai nhi. Ví dụ đây là một cái thai mà nó có cái sự chênh lệch thai nhi là khoảng 14%. Đó, anh chị nhìn hai cái bụng là anh chị thấy nó có cái sự lệch nhau rồi, và đo xoang ối. Rồi anh chị sẽ đo Doppler động mạch não giữa, Doppler động mạch tử cung để mình đánh giá là cái, ví dụ như có một cái đứa thai nhỏ hoặc là mình phát hiện những cái biến chứng của song thai. Thì sau khi những cái tổng quan ban đầu như vậy thì Nguyên sẽ vô những cái biến chứng đặc hiệu của song thai một bánh nhau. Thì mình sẽ nói thứ nhất là hội chứng truyền máu song thai. Thì đó là một cái hình biến chứng gọi là nghiêm trọng nhất của song thai một bánh nhau. Cái tần suất là 1 trong 10, có nghĩa là 10 đứa song thai một bánh nhau thì sẽ có một đứa có nguy cơ xảy ra truyền máu trong song thai. Và cái thời điểm mà nó xảy ra là chỉ 16 đến 26 tuần thôi các anh chị.
Sau hôm 6 tuần thì nó gần như không xảy ra, không có ghi nhận những cái biến chứng cấp của cái truyền máu song thai. Cho nên mình theo dõi đến thời điểm 26 tuần thì mình cũng trấn an thai phụ là gần như không xảy ra cái biến chứng đó nữa. Thì như mình nói là có cái sự thông nối mạch máu giữa hai thai và những cái mạch máu thường cho lớn, cho nên dẫn đến hiện tượng cho nhận ồ ạt. Thì cái đứa cho nó sẽ giảm tuần hoàn, nó sẽ bị thiểu ối, còn cái đứa nhận nó sẽ quá tải tuần hoàn và nó sẽ gây ra đa ối. Thì như vậy chẩn đoán nó dựa trên là một thai đa ối và thiểu ối. Cho nên chị nhớ muốn chẩn đoán TTS, truyền máu song thai, thì các anh chị sẽ thấy cái đứa bên đây là nó bị thiểu ối, bánh nhỏ, cái màng ối nó sát rạc vào thai, và đây là cái thai nó bị đa ối, nó nằm, nó chơi vơi, nó mênh mông. Thì như vậy các anh chị sẽ phải đo đạt cái xoang ối. Thì đây là cái xoang ối lớn nhất các anh chị thấy của cái thai lớn nè, nó tới là 11 cm. Và đây là cái thai nó nhỏ hơn thì anh chị đo cái khoảng rộng nhất nó chỉ 1,3 cm. Thì theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán đa ối á, trước 20 tuần á, thì phải trên 8, nhưng mà sau 20 tuần thì nó phải trên 10. Cho nên những cái thai sau 20 tuần mà 8-9 cm thì các anh chị có thể là cái giai đoạn đầu, hoặc nó là có thể là nó không phải là TTS. Nó phải dùng cái tiêu chuẩn 10 nếu cái thai sau 20 tuần. Thì sau khi các anh chị đã có cái tiêu chuẩn đa ối, thiểu ối rồi á, thì các anh chị sẽ chẩn đoán giai đoạn dựa trên cái Doppler. Thì cái Doppler là anh chị sẽ khảo sát cái Doppler động mạch rốn của cái thai nó bình thường hay không. Và anh chị cũng tất nhiên khi nó thiểu ối mà nó cái bàng quang nó mà nó mất á, thì nó có nghĩa là nó qua cái giai độ nặng độ 2. Còn nếu cái bàng quang mà cái thai mà nó dương tính á, thì nó độ 1. Và anh chị sẽ dựa trên cái Doppler, ví dụ như Doppler độ 3 là có bất thường Doppler, mất đảo ngược sóng, hoặc là khi có một cái thai phù thì độ 4, và khi một cái thai chết lưu trước đó chẩn đoán thì nó sẽ là độ 5. Anh chị nhìn đây là một cái thai song thai, thì anh chị sẽ thấy đây là cái đứa này nước ối mênh mông, và đứa này anh chị thấy cái màng ối nó sắc rạc đấy không, đứa này là đứa thiểu ối. Thì anh chị đo xoang ối, anh chị sẽ thấy cái đứa này nó chỉ khoảng 1 cm, và cái thai này 19 tuần thì trên 8 cm, được gọi là đa ối. Và anh chị thấy cái sự chênh lệch giữa hai thai nó chỉ khoảng 14%. Và nếu anh chị thấy hai cái bàng quang nó vẫn bình thường, có nghĩa là cái đứa mà nhỏ hơn nó vẫn còn thấy, thì như vậy đây là một cái TTS độ 1. Tất nhiên muốn độ 1 thì các anh chị phải làm cái Doppler đó, Doppler động mạch tử cung, Doppler động mạch rốn và Doppler não giữa, thì đây là một cái TTS độ 1. Các anh chị nhìn vô đây một cái ca khác thì anh chị thấy là cái thai này chắc chắn là thiểu ối, nó có dấu hiệu stích, tuy là cái màng ối nằm sát đây, và đây là em bé nó nằm mênh mông. Thì anh chị đo cái xoang ối lớn nhất, anh chị thấy đây là 12,3 cm. Như vậy cái đứa này là đủ tiêu chuẩn đa ối. Và anh chị làm cái Doppler rốn thì anh chị thấy cái đứa nhỏ hơn nó bị mất sóng tâm trương động mạch rốn, thì như vậy anh chị chẩn đoán đây là TTS độ 3. Như vậy các anh chị chẩn đoán đa ối thiểu ối xong rồi, anh chị phải làm tiếp cái Doppler động mạch rốn. Và anh chị thấy là vị trí làm Doppler động mạch rốn, anh chị thấy là nguyên để ngay chỗ cái gì? Ngay chỗ cái bàng quang, để biết chắc là đây là cái Doppler rốn của cái thằng thai nhỏ, và đây là cái Doppler rốn của cái thằng đây. Mình phải làm ngay cái vị trí của bàng quang để mình biết được rằng là đúng cái thai đó, mình không có bị lầm cái đứa khác. Còn đây anh chị thấy là cũng là một cái TTS độ 4, vì nó có hình ảnh phù thai tràn dịch màng bụng, và đây tất nhiên nó phải có hình ảnh đa ối. Còn nếu nó không có đa ối á, thì như vậy là không thể TTS, mà nhiều khi phù thai do những nguyên nhân khác. Thì anh chị thấy đây là cái xoang ối lớn nhất chỉ 1,8, và đây cái xoang ối lớn nhất là 11,3. Có nghĩa là muốn chẩn đoán TTS thì chắc chắn anh chị phải có một cái đứa thiểu ối và một cái đứa đa ối. Và tùy theo cái nó có bất thường Doppler hay không, nó có bất thường phù thai hay không, thì mình sẽ chẩn đoán cái độ. Đây là một cái ca mà anh chị thấy là nó bị TTS. Và khi nó vô, anh chị thấy là cái thai này nó lưu. Thì anh chị sẽ thấy rằng cái đứa, cả hai đứa, nó đứa này lưu thì đứa kia nó cũng sẽ lưu. Và tất nhiên khi các anh chị đo cái xoang ối lớn nhất thì anh chị sẽ thấy nó 10 cm. Cho nên khi một cái đứa nó mất thì có cái nguy cơ đứa kia nó sẽ nó mất theo. Thì anh chị biết đây là một cái TTS độ 5. Nhiều khi thai, cho nên các anh chị thấy tại sao cái lịch trình đi siêu âm một cái song thai một bánh nhau, người ta bắt đi siêu âm mỗi 2 tuần để mục đích là mình phát hiện, và khi mình có là mình can thiệp. Tại cái nghiên cứu đều cho thấy rằng nếu mà không điều trị thì những cái thằng TTS này 70-90% nó sẽ tử vong chu sinh. Còn nếu mà laser, mình dùng cắt nối, dùng laser để mình bắn cắt những cái nối thông á, thì mình sẽ giữ được ít nhất một đứa với cái tỷ lệ đến 90%, giúp cho thai phụ có một đứa con. Và tất cả các hiệp hội đều đồng thuận là laser thông nối đối với TTS là biện pháp điều trị có hiệu quả, và được chỉ định là độ 1 có triệu chứng, tức là độ hoặc độ 2, độ 3 trở đi là chắc chắn là độ 2, độ 2, độ 3, độ 4. Còn step 1 có triệu chứng là khi thai phụ nó có cái triệu chứng đa ối rồi nó khó chịu quá thì mình cũng có can thiệp điều trị. Thì một cái nghiên cứu cũng mới năm 2021 để cho thấy rằng cái việc nội soi cắt đốt so với cái điều trị mong đợi mà không có triệu chứng thì cho thấy rằng
là có vẻ là cũng có hiệu quả ở những cái thai phụ mà đối với cái cổ tử cung dài. Cho nên thật sự cái này là sau về can thiệp điều trị thì nói chung cũng mình cũng sẽ tùy trường hợp và tùy theo cái trung tâm của mình điều trị được như thế nào. Nhưng mà đối với những cái thai mà giới hạn thai bị TGS thì cái việc laser là được cho hiệu quả. Cái biến chứng thứ hai, cái tần suất nhiều hơn, các anh chị sẽ thấy là 12-25%, có nghĩa là có thể là một cái biến chứng hay gặp nhất, mà thực sự á, là nó cũng có những cái nguy cơ cao do cái thai. Khi các anh chị thấy thai đơn thai mà giới hạn tăng trưởng thì nó cũng có nguy cơ tử vong, thì cái thai mà song thai thì nó cũng có nguy cơ tử vong, và nó nhiều khi nó không tử vong thì nó cũng có những cái di chứng phát triển về sau do cái sự thiếu oxy não. Và thực sự đối với cái thai giới hạn tăng trưởng nó không giống như TTS, hiện nay cái phương pháp điều trị tối ưu thì vẫn chưa rõ. Thì đối với cái thai TTS, biến chứng TTS thì cái gọi là cái sinh nguồn gốc sinh lý bệnh chủ yếu là do sự thông nối mạch máu. Còn đối với thai giới hạn tăng trưởng thì chủ yếu là do cái sự phân chia bánh nhau không đều. Cho nên một đứa sẽ nhỏ, một đứa sẽ gần như bình thường. Và ngoài ra nó một bánh nhau thì nó vẫn có cái sự thông nối, nhưng mà cái sự thông nối nó không xảy ra những cái biến chứng cấp kỳ như song thai, hoặc nó có khi thì nó kèm. Thì như vậy các anh chị chẩn đoán thai giới hạn tăng trưởng trong cái song thai một bánh nhau nó cũng giống như là đơn thai, nó dựa trên đồng thuận Delphi A. Thì 216 nó ra đồng thuận Delphi A cho đơn thai, thì 219 nó ra cái đồng thuận Delphi A cho thai song thai. Thì cũng giống như đơn thai, khi nó quá nhỏ, có một đứa dưới bách vân vị thứ 3, các anh chị bất chấp đến Doppler hoặc cái sự chênh lệch trọng lượng thai, thì các anh chị chẩn đoán đây là giới hạn tăng trưởng có chọn lọc vì có một đứa quá nhỏ. Còn bây giờ nếu mà nó không quá nhỏ, tức là cái bách vân vị thứ 3 đến thứ 9, tức là dưới bách vân vị thứ 10, chu vi bụng hoặc cân nặng thai, thì các anh chị cần thêm tiêu chuẩn Doppler hoặc sự chênh lệch thai. Thì tiêu chuẩn Doppler ở đây là cái đứa thai nhỏ nó sẽ có tăng kháng trở rốn, thì nó cũng giống như đơn thai, hoặc là cái sự chênh lệch giữa hai thai trên 25%. Thì mình sẽ chẩn đoán thai giới hạn tăng trưởng. Cũng giống như song thai, biến chứng truyền máu trong song thai, các anh chị phải làm Doppler rốn để các anh chị chẩn đoán cái độ. Tại chẩn đoán độ nặng thì mình sẽ có can thiệp, mình sẽ có xử trí khác so với độ nhẹ. Thì các anh chị sẽ làm Doppler động mạch rốn của thai nhỏ hơn để mình chẩn đoán. Khi mình thấy cái dòng chảy tâm trương dương tính thì mình nói là độ 1. Khi nó hoàn toàn mất hoặc đảo ngược thì mình chẩn đoán là độ 2. Và nó không hằng định, có nghĩa là các anh chị thấy chỗ thì dương mà chỗ là mất đây nè. Thì anh chị thấy đó là một cái tiếp 3 không hoàn định, thì được cho là cái giai đoạn đầu của tiếp 2. Thì anh chị thấy đây là một cái dòng sóng, thì anh chị thấy mất và xuất hiện sóng tâm trương. Cho nên các anh chị thấy khi có, đây là mình nhớ là có cái tiếp 3, đó, lúc dương tính và lúc mất. Thì đây là cái tiếp 3 được cho là cái tiếp không hoàn định. Thật sự cái tiên lượng nó so với tiếp 2 thì nó tốt hơn, nhưng mà cũng rất là khó nói cái tiên lượng. Như vậy đây là một cái ca các anh chị thấy cũng song thai. Anh chị thấy hai đứa nhìn vô là các anh chị thấy nó lệch bụng nhau. Thì như vậy các anh chị thấy muốn chẩn đoán TTS thì các anh chị phải đo cái xoăn ối của cái thai lớn này, nó coi nó bình thường hay không. Vì anh chị thấy cái đứa nhỏ là chắc chắn nó thiểu ối rồi. Như vậy mình phân biệt đây là một cái TTS hay một cái thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc, thì các anh chị sẽ dựa vô cái đo cái xoăn ối. Vậy thì cái tiếp theo mình sẽ đo cái xoăn ối. Thì anh chị thấy cái xoăn ối lớn nhất nó chỉ 6,6cm thôi, có nghĩa là chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán của TTS. Còn cái thai nhỏ hơn thì xoăn ối nó khoảng 2,2. Thì anh chị thấy cái sự chênh lệch trọng lượng hai thai là khoảng 25%. Thì như vậy nó đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái thai giới hạn tăng trưởng tử cung có chọn lọc. Và tất nhiên các anh chị cũng phải làm Doppler để các anh chị coi nó có cái mức độ độ 3 hay độ tiếp nào ha. Anh chị thấy đây cũng một ca song thai. Thì anh chị thấy cái màng ối, đây là cái màng ối của cái thai nhỏ hơn. Thì anh chị đo xoang ối, các anh chị đo cái xoang lớn nhất, thì các anh chị thấy cái xoang ối này 2.8 và cái xoang ối này là 3.7. Nhưng anh chị thấy đây là cái thai 23 tuần 2 ngày. Thì như vậy nó phải trên 10cm các anh chị mới chẩn đoán TTS theo cái tiêu chuẩn mới là sau 20 tuần. Vậy thì cái thai này nó chưa đủ 10cm. Và anh chị chẩn đoán cái thai này á, như vậy nó dựa trên cái tiêu chuẩn sự khác biệt cân nặng thì nó chỉ 22%. Tuy nhiên các anh chị thấy là nó có một cái hình ảnh là một cái thai nhỏ hơn, cái PI rốn nó cao. Thì như vậy cái thai không cần dưới bách phân vị thứ 10, cái sự chênh lệch chưa trên 25%, nhưng mà nó có cái tiêu chuẩn gì? Cái tiêu chuẩn cái thai nhỏ hơn, cái tăng kháng trở động mạch rốn. Thì như vậy các anh chị cũng chẩn đoán đây là một cái ca thai giới hạn tăng trưởng tử cung chọn lọc tiếp 1 vì cái sóng dương. Vô đây là một cái ca khác, các anh chị cũng thấy mình nhìn vô là mình giờ nhìn đã quen rồi, mình thấy là không có sự lệch ối, nhưng mà nhìn vô là thấy hai cái bụng nó khác nhau, thì như vậy mình nghĩ đến cái thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc rồi. Thì anh chị đo xoang ối, rõ ràng một cái đứa là hai đứa nước ối nó gần như đều nhau 6cm, và anh chị thấy cái chu vi bụng nó lệch nhau đó, một đứa 28%, một cái đứa là 3%, và các anh chị thấy nó có hình ảnh mất sóng tâm trương động mạch rốn xen kẽ, có
có xen kẽ mất. Như vậy đây là một cái thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc tiếp 3. Cho nên là nếu mà nó không chênh lệch trên 25% thì các anh chị phải dựa trên tiêu chuẩn Doppler. Còn nếu mà nó chênh lệch dưới 20% và nó có cái tiêu chuẩn tăng kháng trở rốn thì các anh chị vẫn chẩn đoán. Và khi các anh chị đó chị phải đo cái Doppler để mình chẩn đoán cái tiếp, tức là đây cái tiếp không hẳn định. Vậy thì trong cái thai giới hạn tăng trưởng mình nói nhiều đến cái sự phân chia lãnh thổ không đồng đều. Cho nên các anh chị cần phải xác định cái vị trí dây rốn bám của cái thai, đặc biệt là song thai một bánh nhau. Thì anh chị thấy đây là cái dây rốn nó bám ngay cái gì? Ngay cái màng ối ngăn giữa hai thai. Thì những cái thai giới hạn tăng trưởng tử cung có chọn lọc thì các anh chị thấy người ta làm nghiên cứu cho thấy rằng khi những cái thai mà nó có cái sự cân nặng khác biệt, tức là nó có cái sự rõ ràng là giới hạn tăng trưởng, giới hạn chọn lọc á, thì anh chị thấy cái dây rốn, tỷ lệ dây rốn bám bất thường nó nhiều hơn so với cái tỷ lệ dây rốn bám bình thường. Cho nên các anh chị nên xác định cái vị trí dây rốn khi đối một cái song thai một bánh nhau. Thì đây là cũng một ca khác, anh chị thấy một cái dây rốn nó sẽ bám gần như trung tâm bánh nhau và đây là cái dây rốn nó bám màng. Anh chị thấy chỗ này nó không có mặt bánh nhau nó nằm tuốt dưới đây nè. Cho nên đây là một cái thai có cái đứa này chắc chắn nó sẽ nhỏ. Đây cũng một cái ca khác thì anh chị thấy dây rốn này nó bám gần như trung tâm bánh nhau. Còn cái thai này anh chị thấy cái dây rốn nó bám ở đây. Rồi cái là về. Đây, nó bám dưới này. Thì anh chị thấy đây, thì khi nó bám màng á, chắc chắn nó phải có cái mạch máu nối vô cái bánh nhau, chứ không thôi lấy gì nó nuôi thai. Cho nên á, các anh chị sẽ thấy rằng nó bám màng, có nghĩa là ngay cái màng ối á, thì nó sẽ có cái mạch máu, đây là cái vị trí nó bám này, chỗ này không có bánh nhau, thì nó sẽ có cái mạch máu đi nối lên bánh nhau. Cho nên nếu vô tình mà nếu cái mạch, cái phía dưới này là cái phía cổ tử cung, thì nó sẽ thành là gì? Mạch máu tiền đạo. Còn nếu nó bám trên đáy nó chỉ là dây rốn bám màng mà thôi. Thì đây là một cái số, đây một ca song thai anh chị thấy nè, cái màng ối nó ngăn giữa hai thai đúng không? Đứa này nó nhỏ, màng ối nó sát. Và anh chị thấy đây ngã âm đạo, anh chị thấy đây là cái cổ tử cung. Và cái dây rốn nó bám ngay cái gì? Cái màng mà ngay cái cổ tử cung. Như vậy đây là một cái ca dây rốn bám màng kèm mạch máu tiền đạo. Thì mấy cái này các anh chị phải chẩn đoán được, đây cũng một ca dây rốn bám màng song thai và anh chị thấy rằng cái bánh nhau nó bám thấp dưới đây, cho nên khi mình thấy cái thai nhỏ kèm cái nhau bám thấp mình phải đi tìm coi cái dây rốn nó bám, thì anh chị thấy rõ ràng đây là cái vị trí dây rốn bám. Này chắc nó sắp hết pin rồi. Thì anh chị thấy có cái mạch máu nó nối vô đó. Cái dây rốn nó bám ngay cổ tử cung và nó có một cái mạch máu nó đi vô nó ăn tiếp với bánh nhau. Thì đây là dây rốn bám màng kèm mạch máu tiền đạo. Thì đây là những cái mà các anh chị 34, 32 tuần là anh chị phải nhập viện và chủ theo dõi để chủ động mà chấm dứt thai kỳ sớm trước khi sự chuyển dạ tự nhiên xảy ra, và thường là phải trước 6 tuần. Tại nếu không là vỡ ối một cái là nó sẽ thành là cái vòi máu nó chảy. Cho nên là cái song thai là các anh chị thấy đặc biệt, hoặc là đơn thai mà những cái thai nhỏ và dây mạch máu dây rốn thấp, bánh nhau thấp, thì các anh chị cần phải đi xác định vị trí dây rốn. Thì đây là cũng một cái ca dây rốn bám màng và các anh chị có thể dựng hình 3D. Thì về cái xử trí thì hiện nay á chưa rõ biện pháp điều trị nào là tối ưu, không can thiệp, không làm gì hết các anh chị. Khởi phát chuyển dạ, tức là khi thấy thai nó suy rồi á, mình cho nó ra thôi nó mất. Hoặc là dùng nối thông, cắt mạch máu vì nó cũng có cái sự thông nối như tuy là mức độ nhẹ. Và những cái thai nó quá nhỏ thì có xu hướng hủy thai. Tại vì khi mà nó tự mất á, nếu một đứa nó mất thì nó sẽ có nguy cơ mất tim thai. Thì cái mục tiêu là không phải đưa ra một cái đứa sẽ sống khỏe, mà một cái đứa sống mà không có di chứng về sau. Nhiều khi anh chị đem ra ngoài mà nó vẫn khóc, áp ga tốt, nhưng về sau nó có những cái di chứng. Cho nên là cái đối với cái thai giới hạn tăng trưởng là nó rất khó. Anh chị thấy đơn thai nó đã khó rồi, đơn thai xử trí thai giới hạn tăng trưởng nó khó rồi, thì bây giờ đối với song thai mà có một cái đứa nhỏ hơn thì chọn lựa thời điểm nào, chỉ định sai, đó là một cái quyết định rất là khó. Và người ta nói rằng, đây các anh chị thấy cái nghiên cứu năm 2019 nè, ảnh hưởng của cái thai giới hạn tăng trưởng chữ chọn lọc đến những cái gọi là những cái sự phát triển lâu dài về thần kinh. Thì các anh chị thấy hiện nay xử trí của thai giới hạn tăng trưởng không dựa trên y học chứng cứ, mà chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân và khác nhau giữa các trung tâm. Trung tâm này nó làm được cắt đốt, trung tâm này nó làm được hủy thai, trung tâm khác thì nó chỉ theo dõi, và cái sự khác biệt không gọi là chưa có rõ ràng giữa có can thiệp và không can thiệp. Cho nên đối với cái thai giới hạn tăng trưởng, các anh chị hiểu rằng người này tư vấn hủy thai, người này tư vấn theo dõi, các anh chị thấy là chưa đủ bằng chứng, mà nó do sự kinh nghiệm cá nhân và cái trung tâm. Thì đây là một cái nghiên cứu các anh chị thấy nó cũng rất là mới, 2019. Thì nó nói cái outcome của những cái thai giới hạn tăng trưởng có chọn lọc, thì các anh chị thấy cái tần suất lên 26%, trong đó cái khởi phát sớm là nó chiếm đa số là 73%, và nó thường là tiếp 1. Đó, đa số là cái thể nhẹ,
Và cái tỷ lệ sống còn lên đến 88%, và nó có 3% nó kèm thép và 10% nó kèm TTS. Cho nên cái nghiên cứu này nó đưa ra cái kết luận rằng là cái thai giới hạn tăng trưởng tử cung thì thường có kết cục thai kỳ thuốc trên 90% nếu nó không có những cái biến chứng mà như là TTS đi kèm, hoặc là cái mức độ nặng mất hoặc đảo ngược sóng tâm trương động mạch rốn. Nên là nhiều khi mình cũng thấy để mình tư vấn cho thai phụ bớt cái sự lo lắng ha. Thì đối với cái đơn thai, các anh chị chẩn đoán khởi phát sớm, khởi phát muộn là dựa trên cái mốc 32 tuần. Thì đối với song thai thì nó dựa trên cái mốc là 24 tuần, để nó nói trước 24 tuần là khởi phát sớm và sau 24 tuần là khởi phát muộn. Thì các anh chị thấy cái tần suất nó không khác biệt nhiều. Tuy nhiên cái khởi phát sớm thì cái tiên lượng nó xấu hơn, có nghĩa là tiếp 2, tiếp 3 tần suất nó gần gấp 4 lần, tức là cái thể nặng nó gấp xuất hiện nhiều hơn và nó đi kèm với TTS nhiều hơn so với cái khởi phát muộn sau 24 tuần. Và những cái khởi phát sớm thì thường có kết cục thai kỳ xấu hơn khởi phát muộn. Cho nên những cái thai mà từ trước 24 tuần mà anh chị đã thấy có cái sự lệch nhau nhiều, đủ tiêu chuẩn chẩn đoán theo đồng thuận Danphy A, thì các anh chị sẽ thấy cái tiên lượng nó xấu hơn những cái đứa khởi phát muộn. Cái biến chứng thứ ba đó là thiếu máu đa hồng cầu, hay nói biết tắt có chữ thép, thì nó tần suất là 5% những cái song thai một bánh nhau và khoảng 16% những cái TTS sau điều trị laser. Thì anh chị biết TTS thì nó bắn những cái nối thông, và những cái nối thông thường là những cái mạch máu lớn như vậy, còn những cái mạch máu nhỏ nó không bắn được thì nó sẽ có cái nguy cơ xảy ra thép về sau. Và anh chị nhớ cái thời điểm xảy ra thép là 15 đến 35 tuần. Cho nên là các anh chị phải đo cái PSV não giữa từ 15 tuần cho đến 35 tuần. Mình phải đo dài dài như vậy để mình phát hiện những cái thiếu máu đa hồng cầu. Và có những cái mình biết rằng thép nó sẽ đi kèm với TTS hoặc là thai giới hạn tăng trưởng, hoặc xảy ra ở những cái song thai một nhau một ối, hoặc là hai nhau hai ối. Cái cơ chế tại sao nó xảy ra nó vẫn có những cái tranh luận. Thì như vậy cái thiếu máu đa hồng cầu á, là một cái sự cơ chế, là cái sự truyền máu không cân bằng, mãn và chậm. Nó khác với TTS là xảy ra cấp kỳ, xảy ra những cái mạch máu lớn, cho nên triệu chứng nó rầm rộ và nó xuất hiện sớm trước 26 tuần. Còn sau 26 tuần khi các anh chị không thấy xảy ra TTS nữa thì các anh chị phải theo dõi cái thép, hoặc đặc biệt là những đứa đã xảy ra TTS đã được bắn laser thì mình phải theo dõi cái thiếu máu đa hồng cầu. Thì như vậy một cái đứa cho, một đứa nhận, cái đứa cho thì nó sẽ bị thiếu máu. Nó thiếu máu thì sao các anh chị? cũng cái lòng mạch như vậy, mà khi nó cái tuần hoàn nó không ít thì nó sẽ chảy nhanh. Như vậy khi các anh chị đo cái PSV não giữa mà anh chị thấy nó tăng là anh chị biết nó thiếu máu. Còn bây giờ cái đứa nhận á là cũng cái lòng mạch như vậy, nhưng mà nó ngoài cái máu của nó còn nhận từ cái đứa cho. Cho nên nó gọi là nó bị giống như là nó bị quá tải, một bên là đường vắng thì nó chạy xe dù dù là cái đứa thiếu máu. Còn một bên á là cái đứa nhận là giống như bị kẹt xe, bị tắt đường thì nó dòng chảy PSV nó sẽ giảm. Cho nên các anh chị sẽ làm Doppler động mạch não giữa và anh chị đo cái PSV, thì anh chị thấy cái thằng này rõ ràng là một cái thằng thiếu máu với cái PSV lên đến 124 cm/giây, nó này có thể lên trên 2 mm. Thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì các anh chị thấy người ta theo cái nghiên cứu này là 2019, cũng khá là mới, thì người ta sẽ dựa trên cái gọi là cái delta mom, chứ không dựa trên những một cái PSV từng thai. Ví dụ thai cho thì trên 1,5 hay dưới 1, hoặc là trên 1,7, tức là cái mức độ thiếu máu nhiều hơn. Thì bây giờ cái tiêu chuẩn mới hơn chút xíu là người ta sẽ gọi là cái sự chênh lệch, có nghĩa ví dụ là chênh lệch trên 0.5 mom thì là chẩn đoán độ 1, chênh lệch trên 0,7 mom là chẩn đoán độ 2, chứ không nhất thiết là mỗi đứa phải bao nhiêu. Còn khi nó kèm theo, tức là ngoài cái thiếu máu và một cái đứa tăng, một cái đứa giảm, nếu nó kèm theo những cái dấu hiệu suy tim, tức là nó có những cái bất thường Doppler, hoặc có hình ảnh thai phù, hoặc có một thai chết, thì các anh chị thấy nó chẩn đoán độ cũng giống như là TTS. Và cái đồng thuận 2020 là mới nhất các anh chị. Thì các anh chị thấy rằng cái đồng thuận 2020 thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán nó nâng lên. Có nghĩa trước đó mình delta mom á, là chỉ trên 0.5 nó chẩn đoán, thì bây giờ cái tiêu chuẩn mới nó trên 1 mom là nó chẩn, phải trên 1 mom mới chẩn đoán là hội chứng thiếu máu đa hồng cầu. Hoặc là một đứa phải trên 1.5 và một đứa dưới 0.5. Thì đây là cái đồng thuận Danphy A. Các anh chị biết tác giả Asma Khali là một cái người rất nổi tiếng trong cái vấn đề của những cái biến chứng song thai một bánh nhau. Nên chị nghe những cái bài giảng của iSuộc hay FMF thì gần như cái những cái bài của song thai một bánh nhau là cổ nói. Mà như vậy trên hình ảnh siêu âm, ngoài cái tăng vận tốc, giảm vận tốc thì nó có những cái dấu hiệu gì? Nó có những cái dấu hiệu gọi là gan có hình ảnh bầu trời sao. Thì ở cái thai mà nó quá tải tuần hoàn á thì nó sẽ bị xung huyết. Thì như vậy khi nó xung huyết thì cái gan nó sẽ phản ứng kém. Thì khi gan phản ứng kém thì những cái đường mật trong gan nó sẽ tăng sáng lên. Cho nên các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh là cái gan nó kém so với cái đường mật nó tăng sáng lên, nó gọi là hình ảnh ánh sao trời. Anh chị so sánh hai đứa, anh chị thấy sự khác biệt rất là rõ. Đó là đứa này là bị, còn qua cái đứa này thì anh chị thấy cái gan mật độ nó bình thường, còn kia nó kém và cái đường mật trong gan nó tăng sáng.
Cái dấu hiệu thứ hai là có cái sự khác biệt về bánh nhau, thì các anh chị sẽ thấy một cái đứa bánh nhau dày, phản âm dày, một cái đứa mỏng hơn và phản âm kém, thì nó có cái sự khác biệt bánh nhau giữa hai đứa cho và nhận. Và cuối cùng là cái hình ảnh tim thai nó suy. Thì nghiên cứu người ta nói là 2020 người ta nói là những cái hình ảnh này nó tần suất nó hiện diện trong những cái thiếu máu đa hồng cầu trên dưới 50%. Và cái nghiên cứu nói rằng là cái sự hiện diện của những mặt cơ này có làm xấu hơn tiên lượng của thép hay không, nó vẫn chưa có rõ. Cho nên chị chẩn đoán là vẫn dựa trên cái sự chênh lệch delta mom. Còn đây là những cái dấu hiệu để giúp cho các anh chị nhìn vô biết nghi ngờ có thép. Chứ còn nó là cái tiên lượng xấu hơn hay không thì vẫn chưa rõ. Đối với thiếu máu đa hồng cầu thì xử trí cũng giống như thai giới hạn tăng trưởng, nó cũng chưa đồng thuận. Như thế nào là biện pháp tối ưu, có thể theo dõi, có thể sanh sớm vì em bé thiếu máu, hoặc là truyền máu trong tử cung, hoặc laser cắt nối, hoặc hủy thai có chọn lọc, nó vẫn chưa đồng thuận. Và cuối cùng là cái bơm máu đảo ngược động mạch, thì đây là một cái biến chứng rất là hiếm, khoảng 1% của song thai một bánh nhau. Thì các anh chị cần có hai yếu tố, tức là bản chất nó là một bánh nhau, nó có cái sự thông nối động động mạch, và thứ hai là phải có một đứa lưu. Thì có một đứa lưu thì nó mới dẫn đến cái dòng chảy đảo ngược. Do đó khi các anh chị thấy song thai á, mà anh chị có một đứa chết lưu ở quý 1 thì các anh chị phải theo dõi nó có thép hay không. Nhiều đứa ở thời điểm 7-8 tuần các anh chị chẩn đoán là song thai một sống một lưu, cái tự nhiên 12 tuần nó quay lại là anh chị thấy là hội chứng thép. Cho nên nó sẽ, các anh chị để ý cái thời điểm sớm ha. Thì đối với cái thép á, thì cái kích thước của thai nhận nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái tiên lượng cho cái thai bơm. Tại cái đứa này nó sẽ bơm máu. Nó nuôi cái đứa không đầu không tim này, nó sẽ bơm máu qua đây. Thì cái đứa này, cái khối này mà nó càng lớn thì cái thai này làm việc càng nhiều và nó sẽ có nguy cơ suy thai. Thì cái thai nhận, các anh chị thấy đây là cái dòng máu từ cái đứa bình thường, nó sẽ bơm máu qua cái động mạch rốn, nó sẽ đi vô cái thai. Thì cái động mạch rốn nó sẽ, đây là một cái máu động mạch rốn, cho nên là cái máu nghèo thiếu oxy. Thì cái thai nhận nó sẽ nhận bởi, nuôi bởi những cái máu nghèo oxy, cho nên nó dẫn đến cái hiện tượng gọi là khuyết tật trong cái sự phát triển cơ quan ở cái giai đoạn phôi rất là sớm, mà nó dẫn đến không đầu không tim. Và cái thai bơm thì nó phải làm việc quá tải tuần hoàn, cho nên cái nguy cơ tử vong trong thai là nó lên đến 50-70%. Cho nên cái thép là một cái tiên lượng xấu khi các anh chị chẩn đoán, mà đặc biệt là cái khối thai. Như vậy các anh chị chẩn đoán dựa trên cái gì? Các anh chị chẩn đoán dựa trên khi anh chị thấy khối không đầu không tim và anh chị thấy cái dòng chảy đảo ngược. Bình thường anh chị thấy động mạch rốn là đi ra khỏi thai. Bây giờ anh chị muốn chẩn đoán đây thép thì các anh chị phải thấy cái dòng chảy nó đi vô thai. Cho nên anh chị thấy cái dòng màu đỏ có nghĩa nó đang đi hướng vô cái bụng thai nhi. Còn bình thường anh chị làm lớp đơ lần mạch rốn cái thai, bình thường là máu nó bơm ra, anh chị thấy nó đi ra khỏi cái thai. Còn cái thằng trép là nó đi vô là do máu từ cái thằng sống nó bơm qua. Thì anh chị làm cái đốt lên, anh chị thấy đây là cái dòng chảy hướng vô cái khối thai. Thì cái thể không đầu không tim là cái thể hay gặp nhất. Anh chị thấy một cái khối không đầu không tim, cái da nó phù lên, chi trên thường thoái triển, cái nửa dưới thì nó phát triển, có hai chi dưới vân vân. Và nó chắc chắn là các anh chị sẽ không thấy cái khối tim. Thì đây là một cái ca song thai với một cái hội chứng thép. Anh chị thấy đây là nó phù lên và nó không có đầu. Đây là cái đứa bình thường và đây cái đứa không đầu không tim. Đây cũng một cái khối không đầu không tim. Thì anh chị dựng hình 3D lên thì anh chị có thể mường tượng nhìn rõ hơn. Tuy nhiên cái này các anh chị có thể trên 2D anh chị cũng chẩn đoán được. Cái thể mà gọi là gần như biệt hóa, có nghĩa là anh chị thấy cái đầu nó gần như hoàn chỉnh. Đó, anh chị thấy cái vòm sọ, cho nên người ta gọi là acardiac. Có nghĩa là không tim là chắc chắn có, nhưng mà cái đầu có khi nó phát triển. Nhưng mà anh chị nhìn cái tim đây là một cái tim mạch đập rất là sơ khai. Cho nên đây là một cái hội chứng thép và chắc chắn các anh chị làm đốt lơ động mạch rốn, anh chị sẽ thấy cái dòng chảy bị đảo ngược, có nghĩa là đi vô thai chứ nó không phải đi ra thai. Thì cái đối với cái xử trí của cái bơm máu đảo ngược này á, là mục đích là giữ cái thai bơm đến gần sinh để cho nó trưởng thành. Vì anh chị thấy cái nguy cơ tử vong 50-70% mà chủ yếu là sinh non. Và cái thời điểm can thiệp người ta nói là để cắt cái dòng chảy của cái thai hoặc là hủy thai, cái thai đang nhỏ, dựa trên cái kích thước của cái khối không đầu không tim á, thời điểm nào 16-18 tuần vẫn chưa đồng thuận. Và cái phương pháp mà hiện nay được gọi là đồng thuận giữa các hiệp hội đó là laser đối thông mạch nấu và cái áp nhiệt. Và cuối cùng là khi song thai các anh chị một bánh nhau á, mà có một đứa chết lưu là cái biến chứng cuối cùng mà các anh chị cũng thấy rất là hay sợ. Là vì khi có một cái thai chết là do có sự thông nối giữa bánh nhau thì nó sẽ có cái hiện tượng là tuần hoàn từ thai sống sẽ đổ vào thai chết. Thì như vậy cái đứa sống nó sẽ thiếu máu, nó thiếu máu và nó có thể mất tim thai, hoặc là nó nếu mức độ
không mất thì nó sẽ làm tổn thương những cái cơ quan mà đặc biệt là não. Cho nên đối với một cái song thai một bánh trâu mà khi có một đứa chết, đứa còn lại cái nguy cơ những cái tổn thương não lên đến 20-25%. Thì như vậy khi một cái song thai mà có một cái đứa bị chết lưu thì các anh chị phải theo dõi trung tâm tiền sản, phải theo dõi Doppler rốn, Doppler vận tốc não giữa để phát hiện nó thiếu máu ha, làm ống tĩnh mạch, và anh chị phải làm MRI não thai nhi 4-6 tuần khi thai chết để đánh giá cái sự tổn thương não. Tại vì khi nó có những cái tổn thương não nghiêm trọng thì anh chị thấy đi ra ngoài là một đứa sống mà có di chứng, và cái kế hoạch sinh thường là cho khoảng 34-36 tuần. Thì trước đây người ta nói là song thai anh chị theo dõi một đứa chết là đứa còn lại cấp kỳ mổ ra. Tại vì nó có cái nguy cơ như là do cái sự gọi là hiện tượng mất thân bằng máu từ đứa sống qua đứa chết, cho nên đứa sống còn lại nó mất máu và nó chết. Cho nên cái quan điểm trước đây là khi song thai có một đứa chết thì cái đứa còn lại mà thấy đủ sống là phải đem ra. Thì cái quan niệm đó gần đây không còn phù hợp nữa. Và khi nó đã chết là nó đã chết rồi. Có nghĩa tại khi cái thời điểm chính xác lúc nào một cái đứa mất thì mình không biết được. Thai phụ tới mình thấy một đứa lưu thì nó có thể lưu cách đó mấy ngày, cũng có thể lưu trước đó cả tuần. Nhưng mà thời điểm hiện tại em bé nó vẫn đang sống. Cho nên cái quan điểm mà nếu nó xảy ra cái sự mà mất máu như vậy, nó đã xảy ra cấp kỳ và em bé đã có tổn thương. Cho nên là cái đồng thuận mới, cái quan điểm đó hiện nay là khi thấy một cái đứa lưu thì những cái đứa còn lại nếu nó sống thì mình cố gắng mình giữ đến khi nó đủ trưởng thành để mình cho đem ra, để tránh những nguy cơ non tháng, chứ không phải cần mổ khẩn cấp như trước đây. Thì đây là cái nghiên cứu mà so sánh một cái nghiên cứu năm 2018 cho thấy rằng những cái tiên lượng của một cái đứa mà song thai mà khi có một đứa chết trong tử cung, đây một cái systematic review và meta-analysis năm 2018, thì các anh chị sẽ thấy rằng cái sự khác biệt giữa một cái song thai mà có một đứa mất một bánh nhau và song thai hai bánh nhau, thì anh chị thấy cho cái tần suất tỷ lệ tử vong giữa một cái bánh nhau nó khác hẳn so với song thai. Mà đặc biệt là những cái tổn thương não, các anh chị sẽ thấy rằng nhiều khi nó trước sinh các anh chị không thấy, nhưng mà sau sinh các anh chị cho thấy. Thì như vậy các anh chị hết sức lưu ý là đối với một cái song thai mà khi có một cái đứa mà nó bị chết trong bụng mẹ thì những cái đứa còn lại các anh chị thấy là cái nguy cơ bất thường não, những cái mà ngay cả sau sanh mới thấy nó rất là cao. Thì đây là một cái ca rất là hay, tam thai trong đó có một cái đứa hội chứng TREP. Đây là cái đứa TREP. Thì nó lưu mất tim, mất dòng chảy, và sau đó cái đứa còn lại, hai đứa còn lại, một đứa sống và cái đứa còn lại nó mất. Cái đứa này một cái đứa còn lại bình thường nó bị mất tim thai. Anh chị thấy cái tim thai nó không còn. Nó diễn tiến rất là hay, và cái đứa tiếp và sau đó cái đứa sống còn lại nó bị tổn thương não, mà nó có những cái tổn thương rất đặc hiệu trong một cái song thai khi một cái tam thai khi một cái đứa mất, là các anh chị sẽ thấy có cái ảnh nhu mô não nó bị do cái tổn thương do thiếu máu ha. Thì thấy nó nhu mô não nó bị thoái triển, những cái thể chai, những cái bất thường nó bị biến mất, trước đó là một cái thể chai bình thường mà sau đó nó biến mất. Cho nên cái tổn thương não nó rất là hay gặp, các anh chị thấy là anh chị cần phải siêu âm kỹ cái não và chỉ định MRI, vì nó là những cái tổn thương thiếu máu nhiều khi mà siêu âm các anh chị không phát hiện được. Đây cũng là một cái ca mà nó bị mất một sống một đứa và sau đó nó có cái tổn thương não. Các anh chị thấy là nó chênh lệch trọng lượng thai rất nhiều, một cái thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc mức độ nặng. Và những cái tổn thương não thì các anh chị xem kỹ, trên những cái cấu trúc não nó diễn tiến rất là điển hình. Các anh chị thấy những cái tổn thương thiếu máu giống như nhồi máu, tăng âm. Tất nhiên cái hình ảnh siêu âm ở cái giai đoạn sớm nó chưa rõ, nhưng mà từ từ các anh chị sẽ thấy hình ảnh nó rõ hơn về những cái vùng tăng âm trong nhu mô não. Và cái thai nó có tổn thương, sau đó nó bị phù thai, và những cái tổn thương rất đặc hiệu. Và nếu những cái tổn thương không rõ ràng thì các anh chị nên làm thêm cộng hưởng từ để các anh chị xác định cái mức độ tổn thương như thế nào. Và nếu mà nó nguy cơ tổn thương những cái di chứng về sau thì mình nên ngừng thai. Và thường nó sẽ đi kèm với cái gọi là cái thiếu máu não giữa, cái thiếu máu, cho nên các anh chị bắt buộc những cái song thai có một đứa lưu các anh chị phải làm cái vận tốc não giữa. Thì tóm lại thì đối với trước khi kết thúc cái bài này, thật sự Nguyên muốn có một số slide để cho anh thấy chị rằng nếu các anh chị đã là chuyên làm tiền sản, các anh chị làm nhiều thì các anh chị không có bị lầm lẫn. Nhưng mà đối với những cái người mà mình bắt đầu làm hoặc là mình chưa có nhiều kinh nghiệm á, thì những cái khó khăn trong cái việc chẩn đoán những cái song thai một bánh nhau, nó có những cái hình ảnh trùng lắp giữa truyền máu song thai với thai giới hạn tăng trưởng hay TEP, nó sẽ diễn tiến theo thời gian. Đó là lý do tại sao anh chị phải đi siêu âm mỗi 2 tuần nếu nó bình thường, còn không nó có bất thường nhiều khi anh chị phải siêu âm mỗi tuần nữa, và nó có nhớ rằng là nó kết hợp nhiều biến chứng. Ví dụ đây là một cái ca mà anh chị nhìn vô, thì như vậy anh chị nhìn sau cái bài này thì anh chị thấy đây là một cái thai lệch nhau bụng nhưng mà không có lệch ối. Còn đây là một cái thai lệch ối, thì đây là một cái thai mình nhìn vô mình cũng đã nghĩ được đây là một cái giới hạn tăng trưởng chọn lọc, và đây là một cái TTS. Thì như vậy giống nhau là nó sẽ có cái sự lệch nhau về chu vi bụng, nó có sự thai nhỏ hơn, nó thiểu ối, nó có bất thường tăng kháng trở rốn.
Tuy nhiên nó sẽ khác biệt là các anh chị sẽ dựa trên cái đứa lớn hơn hay cái đứa bình thường á, là cái nước ối nó bình thường hay nó đa. Thì anh chị thấy đây là một cái đứa mà nước ối, đứa bình thường, nước ối 6 cm, còn đây là nước ối 15 cm. Thì như vậy nó sự khác biệt là nhấn mạnh lại các anh chị chẩn đoán dựa trên cái sự khác biệt về nước ối. Hoặc nhiều khi nó sẽ trùng, nó sẽ kết hợp. Ví dụ anh chị thấy đây, nhìn vô là anh chị thấy là truyền máu song thai với dấu hiệu Stettin. Cái đứa này là vô ối bị nằm trên, đứa này đa ối nằm ở dưới. Thì các anh chị thấy đo cái xoang ối lớn nhất nó lên tới 17 cm. Thì các anh chị thấy cái chênh lệch cân nặng thai nhi nó lên đến 45%. Có nghĩa là nó vừa có TTS và nó vừa có thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Nó sẽ rất là hay cộng dồn với nhau trong hai cái biến chứng này. Còn đây cũng một ca anh chị nhìn thấy là đây là liễu sát tuyên và đây dưới này là thai đa ối. Nhưng mà anh chị nhìn kỹ thì anh chị thấy có cái sự khác biệt bánh nhau. Như vậy các anh chị nghĩ đây nó có thể cộng dồn với hội chứng thép. Và anh chị làm cái PSV não giữa thì anh chị thấy rõ ràng có cái sự khác biệt. Cái nào về cái vận tốc đỉnh tâm thu não giữa và cái sự khác biệt về cân nặng. Thì như vậy nó cộng dồn cả ba thứ và nghiên cứu người ta đưa ra, người ta nói rằng 60% TTS nó sẽ kết hợp với thai giới hạn tăng trưởng trong chọn lọc. Và thép nó sẽ phát hiện trong 15% của TTS trước khi laser điều trị. Cho nên là nó sẽ cộng dồn với nhau và mình phải có những cái nó rất là hay kết hợp với nhau. Chứ nó không chỉ đơn thuần là một biến chứng. Và cái tiêu chuẩn quan trọng để chẩn đoán là các anh chị đo có xoang ối lớn nhất. Nhưng mà nhiều khi các anh chị sẽ rất khó xác định cái vị trí và nó thay đổi. Và anh chị phải theo cái thời gian, những cái thời điểm các anh chị coi và anh chị phải đo cái xoang ối lớn nhất. Ví dụ các anh chị thấy cùng một bệnh nhân mà cái sự đo đạt nó chỉ trên nhau vài phút, nhưng anh chị thấy là nó có sự khác biệt. Lúc thì một nó rất là một chỉ dưới 2 cm, còn cái này nó lên gần 3 cm. Xoang ối trên dưới 8 thì anh chị thấy những cái ca này thì các anh chị nên theo dõi. Vì nó có thể là một cái giai đoạn đầu của TTS chứ chưa rõ, thì các anh chị có thể hẹn xoang 1 tuần. Thì tóm lại, đối với cái song thai một bánh nhau thời điểm 12 tuần, khi các anh chị xác định nó là bánh song thai một bánh nhau dựa trên cái dấu hiệu lambda sai dương tính hay là âm tính, thì các anh chị sẽ phải xoang mỗi 2 tuần từ 16 tuần. Các anh chị phải làm cái số đo sinh trắc học, các anh chị đánh giá lượng nước ối lớn nhất của mỗi thai, các anh chị làm Doppler động mạch tử cung, Doppler động mạch rốn và đo PSV động mạch não giữa. Nếu có cái sự khác biệt ối, một đứa đa ối, một đứa thiểu ối thì chị nghĩ đến TTS. Nếu chị thấy sự khác biệt cân nặng, có nghĩa là một cái bụng lớn, một cái bụng nhỏ nhưng mà nước ối nó không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đa ối, mặc dù cái đứa nhỏ hơn chắc chắn nó sẽ thiểu ối, thì chị nghĩ đến thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Và anh chị đo cái MCS với PSV não giữa mà có cái sự khác biệt mà theo cái tiêu chuẩn mới là nó phải trên 1 mm, thì các anh chị nghĩ đến đây là một cái hội chứng thép. Và anh chị nhớ rằng những cái biến chứng này nó sẽ rất hay đi kèm với nhau, đặc biệt là TTS và thai giới hạn tăng trưởng có chọn lọc, và nó sẽ làm xấu đi cái tiên lượng rất là nhiều nếu nó kết hợp giữa TTS và thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Thì hy vọng sau cái bài trình bày này thì các anh chị chỉ nhìn cái clip này các anh chị cũng chẩn đoán được, đúng không ạ? Đây là một cái thai mà gần như không có biến chứng, chu vi bụng đều nhau và nước ối đều nhau. Còn đây là một cái thai mà nó có cái sự khác biệt ối Stettin dương tính, đây là TTS, và đây là một cái thai mà có sự khác biệt chu vi bụng mà không khác biệt ối, như vậy đây là thai giới hạn tăng trưởng có chọn lọc. Thì cái bài trình bày của Nguyên đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe. Đây là một cái ca song thai dính sau clip, tại vì muốn show cái màn hình này là của máy GE. Đây là một cái ca song thai dính là hình như 19 tuần á, và nó có cái hình trái tim rất là đẹp, thì được cái giải số 2 về cái hình ảnh đẹp trên show âm để quảng cáo giùm máy GE. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị.